Chào các bạn nhá. Chào các bạn yêu nan. Cái video này mình chuyển tải đến các bạn ở cái mục suy và ngẫm phần 2 các bạn nhá, với một cái tiêu đề là ai đang phá thị trường nan. Đấy. Các bạn xem kỹ, nghe kỹ và các bạn có cái ý kiến gì các bạn hãy bình luận xuống, comment xuống dưới cái phần bình luận cho mình nhé, với tính chất xây dựng để mình sẽ có cái tư liệu hoặc có những cái sưu tầm của những cái ý kiến của mọi người để mình xây dựng những cái video có chất lượng hoặc đúng theo những cái ý của các bạn hơn các bạn nhé. Như các bạn biết ý, cái video lần trước ý, thì mình cũng nói về cái ba cái nhóm người trên thị trường nan của chúng ta, gồm những cái nhóm người là chơi nan thuần túy, và cái nhóm người kinh doanh nan và đầu tư nan, và cái nhóm người cả chơi nan và đầu tư. Đấy là ba nhóm người. Nhóm thứ ba là cái nhóm gọi là lưỡng hệ các bạn nhé. Bất kỳ cái thị trường nào nó cũng có cái mặt thuận, mặt nghịch, mặt trái, mặt phải. Đấy, mặt đối lập, những cái thành phần đối lập bao giờ nó cũng có, luôn luôn song hành các bạn nhé, luôn luôn song hành. Không có một cái thị trường nào mà chúng ta bảo là nó xuôi êm đẹp một cách thuận tiện, đều có cả những cái trái nghịch nhau. Đó là cái quy luật rồi, quy luật cạnh tranh các bạn nhé, quy luật cạnh tranh hoặc cái quy luật của phát triển của cái cuộc sống. Bao giờ cũng có những cái đối lập nhau bạn nhé. Có phát triển thì sẽ có những cái chống lại sự phát triển. Đấy là cái gọi là cái quy luật tự nhiên và cái quy luật hiển nhiên của thị trường các bạn nhé. Thành như chúng ta cũng không bận tâm làm gì lắm cái vấn đề đấy, nhưng chúng ta để phân tích ra xem những ai là những người hiện tại bây giờ đang phá thị trường nan của chúng ta. Đấy. Thôi mình trở lại vấn đề chủ đề của video. Thứ nhất là những người mình nói các bạn là những nhóm người, thứ nhất là những nhóm người đang không yêu lan nhưng vẫn theo dõi cái biến động hoặc cái là trên cái thị trường lan, cái biến động của cái cây lan hoặc sự phát triển của cái quá trình của cái thị trường lan của chúng ta các bạn nhé. Đấy là một những cái nhóm người này là cũng đang không yêu lan đâu nhưng vẫn theo dõi và coi như là có cái tư tưởng phá đám và phá rối cái thị trường lan của chúng ta. Đó là những người không yêu lan các bạn nhé. Cái nhóm người thứ hai mà đang phá thị trường lan đó là những người kinh doanh đầu tư lan ấy thua lỗ, dẫn tới coi như là quay lại phá rối và dẫm đạp vào thị trường. Đấy. Thì cái này các bạn cũng xem trên một số cái hội nhóm này các bạn cũng thừa hiểu và thừa biết rồi. Đấy, thừa biết rồi. Rất nhiều người kinh doanh thua lỗ, họ quay lại họ phá rối, họ coi như là đạp đổ với mục đích ý đồ xấu. Đấy, làm coi như là thị trường lan của chúng ta hỗn loạn các bạn nhé. Đó là cái nhóm người thứ hai chúng ta vẫn phải cảnh giác. Cái nhóm người thứ ba mà đang phá thị trường lan của chúng ta đó là những người có tư tưởng ghen ăn tức ở với những người kinh doanh thành công. Thì là cái này hiển nhiên rồi, trong một cái bài cuộc chơi nào cũng có, cuộc kinh doanh nào cũng có, không phải là ở trên thị trường lan, thị trường bất động sản cũng có, thị trường đấy là bao giờ cũng có cái những cái tư tưởng ghen ăn tức ở. Thì là các bạn nào càng thành công thì là các bạn đó sẽ càng những cái xuất hiện những cái người ghen ăn tức ở đằng sau của chúng ta, đằng sau lưng chúng ta các bạn nhé. Đó là nhóm người thứ ba. Còn nó cái nhóm người thứ tư đang phá thị trường lan của chúng ta đó là những người chịu ảnh hưởng thiệt hại từ cái hiệu ứng từ cây lan đấy, như là cái người nhà của người kinh doanh thua lỗ này. Từ cây lan này cũng dẫn tới quay đầu lại phá rối thị trường lan, nói xấu chửi bới những người chơi lan hoặc những người kinh doanh lan. Đấy là những cái vân vân. Đấy là cũng là cái nhóm người thứ tư
là cũng đang phá thị trường lan. Cái nhóm người thứ năm đang phá thị trường lan của chúng ta đó là những kẻ bán lan có tính chất lừa đảo các bạn nhé, năng chất lừa đảo. Họ rất mong cái thị trường lan của chúng ta, có người thì rất mong cái thị trường lan của chúng ta bây giờ là đang nó sang xạ thấp rồi, để cho rối loạn đi, núng loạn đi. Đấy. Và xuống dốc đi. Đấy. Giá thật thấp đi là dẫn tới họ bán sai cây, bán tính chất lừa đảo, cuối cùng là hòa cả làng. Đấy. Hoặc nếu có đền bù thì nó cũng không đáng bao nhiêu. Sau khi họ đã kết thúc xong ấy, họ lại bắt đầu có cái tư tưởng kích thích nó lên. Đấy. Vân vân, đó là cái thủ đoạn rất nham hiểm của cái người chơi lan, hoặc đó là cái nhóm người thứ năm của chúng ta nhé, đang phá rối thị trường lan của chúng ta. Cái nhóm người thứ sáu là mà đang phá rối, tham gia phá rối thị trường lan của chúng ta là cái người bán và cung cấp vật tư phân thuốc giả. Cái này là họ sẽ gián tiếp đưa cái thị trường lan của chúng ta làm lũng loạn, và làm những người chơi lan nhụt ý chí quay đầu lại chúng ta, rất là tai hại các bạn ạ. Khi có một cây lan phân thuốc giả thì các bạn biết rồi, nó dẫn tới tình trạng cây èo ọt chết đấy, rồi không phát triển đấy, rồi tiền mất tật mang, dẫn tới người chơi chán. Đây là những cái đối tượng gián tiếp để phá thị trường lan của chúng ta nhé. Thì chúng ta cũng phải phát hiện, thì chúng ta cũng cố gắng loại bỏ những cái thành phần này, tố cáo nó ra. Cái nhóm người thứ 7 là nhóm người cũng đang tham gia phá cái thị trường lan của chúng ta, là những người tiếp tay cho những cái trò lừa bịp khách hàng mua lan. Cái này thì cũng là trừu tượng nhưng mà cũng không thiếu các bạn nhé. Các bạn thừa hiểu rằng ở trên một số có một số hội nhóm ấy, đấy, thì là xuất hiện những cái người, rất nhiều người bán lan lừa đảo đấy, mà không có sự kiểm soát của quản trị viên đấy, của gọi là hội nhóm đấy, đấy, quản trị nhóm đấy, đấy, dẫn tới tràn lan những cái người bán lừa đảo đấy, rồi những cái bậy bạ chửi bậy, rồi lũng loạn thị trường lan của chúng ta. Cái này thì mình chỉ nói là một số nha các bạn nhé, một số cái hội nhóm thì quản trị là không kiểm soát hoặc để thả lỏng tự do, dẫn tới lừa đảo. Đây cũng là một cái thành phần góp phần cho thị trường lan chúng ta lũng loạn. Những cái nhóm người nữa để góp đang phá thị trường lan của chúng ta đó là những kẻ biết người đi lừa đảo rồi, biết lừa đảo lan rồi mà không có cái tính chất tố giác người ta, để bênh vực những cái ngay thẳng của những người yêu lan hoặc những người mua lan mà bị lừa, biết rồi nhưng vẫn nằm ngơ. Đây cũng là một cái tư tưởng hoặc một cái tính xấu các bạn nhé, không dám nhìn vào sự thật mà cứ nằm ngơ cho những kẻ phạm tội hoành hành. Đấy. Đặc biệt là cái này mình nói ra, cái này là đặc biệt là một số ở một số cái khu vực mà đang bán lan tràn lan theo kiểu cả một cái khu vực nhé, như là ở Vĩnh Phúc này. Đấy, hay là ở Hòa Bình này, đấy, thì là cũng rất nhiều địa phương có những cái nhà vườn bán lan hoặc có những cái thành phần bán lan lừa đảo như thế, nhưng vẫn không mạnh dạn để mà tố giác những cái tội phạm, đấy, những cái kẻ bất lương hoặc vô lương tâm này ra trước vành móng ngựa các bạn nhé, hoặc là cho mọi người biết. Đó là cũng là những người, nhóm người này cũng là nhóm người tiếp tay để chúng ta phá thị trường lan của chúng ta đấy. Đấy. Mình sang cái nhóm người thứ 9 là những cái nhóm người luôn kích và thổi giá lan nhé, làm nhiễu loạn thị trường lan
núc lên núc xuống rồi làm cho coi như là báo chí người ta phẫn nộ, pháp luật nhà nước người ta phải vào cuộc. Đó là một cái nhóm người này, là nhóm người gần như là gọi là có những cái người mà gọi tiếng, có tiếng có tâm, hoặc những người có anh nớt ấy. Đấy, thì là các bạn nào mà thuộc với nhóm người thứ 9 này thì các bạn cũng phải động lòng để xem mình đã làm gì để gây ra cái tác hại, để góp cho thị trường lan của chúng ta nao đao, hoặc cũng là một cái gián tiếp để phá thị trường lan của chúng ta các bạn nhé. Mình sang cái nhóm người thứ 10 là người cũng đóng góp vào là phá thị trường lan. Đó là những cái nhà vườn cung cấp thông tin đấy, hoặc chia sẻ những cái kinh nghiệm sai sự thật đấy, thái quá đấy. Đối với người chơi lan làm coi như là cái người chơi lan trồng lan thực hiện theo đấy, không đạt yêu cầu dẫn tới chết cây lan chỉ với mục đích cá nhân là bán thuốc hoặc bán những cái cây con của mình bán ra đấy. Đây cũng là một cái những cái người có dã tâm xấu, không trung thực, làm cho như là thị trường lan của chúng ta, người chơi lan chúng ta cũng dần quay lưng lại, và cũng là một nhóm người đóng góp vào cái việc phá rối thị trường lan của chúng ta. Thì chúng ta cũng cần phải coi như là lên án và coi như loại bỏ. Trên đây là 10 cái nhóm người hiện tại đang phá hoại thị trường lan và cái vẻ đẹp thuần tiết của cái cây lan ngàn năm văn hiến của chúng ta đấy, mà mình nêu ra. Mỗi chúng ta đấy, cần ngẫm và suy xem mình làm gì để góp hay là để phá thị trường lan, hoặc đang phá thị trường lan hiện nay của chúng ta, thì chúng ta cần phải xem lại chính bản thân mình đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái tập tiếp theo suy và ngẫm. Đấy. Chúc các bạn xem video vui vẻ và suy và ngẫm ở cái tập tiếp theo của Vườn Lan Khai Phong. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Xin chào các bạn.